Nó chơi lại với trường Rio và trên tay mình đây là một con Yu-Gi-Oh khác nữa của hãng Wizia. Đây mình thấy là Wizia. Thì là con này mình mua lý do thì nó khá nó khiến mình nhớ đến con Free Fire rồi. Con Free Fire rồi chơi cũng đâu đâu được bị bèo bị rỉ rồi. Cho nên mình sẽ unbox con này và mua con này giá là 60 ngàn tại cái hàng Abo. Dạ, có gì mình đưa cái link ở dưới cho bạn xem. Thì con này tên là Golden Eagle, nghĩa là đà bàng vàng. Đà bàng vàng kim. Thì nó ghi đây nó phù hợp cho 1A, 3A và 3A và 5A. Thì nếu bạn không biết thì 1A là single string, rồi 3A là double string, rồi freehand là cho có cục khăn quay đây. Thì phía sau đây là có tất cả thông tin về vô. Như là đường kính của nó là 53 mm, rồi độ ngang là 41, thì nó để ở đây. Em thấy ở đây và đây nè. Sắp chịu đéo chỗ đi. Thì ở đây là có hai màu là màu cam với màu xanh, mà mình chọn màu xanh. Trời mới rầm lên gì mới bởi vì mới mưa ha. Mà phải đợi hết mưa mới mới record được video này. Bây giờ unbox thôi. Một bên. Và thứ hai. Xong. Giờ mở hai. Bọc nó như thế ha. Để sao ha. Thì ở đây nó kèm theo một cái nhộng dây một cam, và đây là video của nó, và thì sẽ là compare dây đường kính thì có thể nó nhỏ hơn con Free Fire, mà về độ ngang thì con này là hơn cỡ gầm bao nhiêu không biết. Ok, giờ mở ra. Thì con này là xài lần tiên thấy spacer nhựa nha. Như thế mình nghĩ cái này hay gì có thể rất dễ là bể ha. Và các bạn có thể khử ra được hết, nhưng mà làm bây giờ là bearing trong là bearing nó cứ mà mình nghĩ là nó quay cũng nghĩa là sẽ là ổn đấy. Thì cộng thêm là con này là có cái trục rất là dài. Nó rất là dài và đi kèm của nó là silicon pad, thì bạn thấy là cái phần cái miếng tròn tròn nè, giúp bạn giúp thu dây lên được ha. Chắc mình nghĩ mình sẽ dùng string của mình ha. Không biết được hay không thôi. Chưa. Chưa. Chưa quay xong. Nãy mưa mà. Cái này là response đấy.
Đấy, nghĩa là bà chỉ cần thức nhẹ lên hay là bị cái gì thì con này mình ổn, mình nghĩ là cũng ổn đấy. Nếu ai gọi là cần một con vô mà nhạy không như là mấy con kim loại này gì nên pick up Quixia, con Quixia Golden Eagle. Chắc mình phải rửa rửa bearing để mới mới chạy 5A ha. Gọi là con này sẽ ổn đấy. Thì mình không biết cái spacer nhựa nó có tốt hay không. Có thể nó hơi rung vì anh nó dựa mà dạ mà cậu biết mà làm gì quá thì đơn giản là mình thích nó đó. Dạ, Quixia Zenzu hả? Bạn đọc được không? Zenzu Shenzhou Yo Yo Golden Eagle. Shenzhou Yo Yo và mình thích nó đó. Cái mình sẽ chơi nó tiếp thì nên nếu các bạn muốn mua một con vô nhựa mà có thể nhạy dành cho những người mới chơi thì mình nghĩ là bạn nên lấy một con Golden Eagle. Xin chào bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.